Trường Trung học phổ thông Trực Ninh B có tiền thân là Trường Trung học phổ thông C Hải Hậu. Trường được thành lập vào năm 1976, ngay sau những năm mà đất nước hoàn toàn thống nhất. Vào những cái thời kỳ đó thì tình hình chung là đất nước chúng ta đang trong giai đoạn hết sức khó khăn. Do vậy trong bối cảnh đó nhà trường cũng gặp những cái điều kiện rất là khó khăn trong cái công tác. Tuy nhiên với cái sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã vượt qua tất cả những khó khăn và hoàn thành rất là xuất sắc những nhiệm vụ, đã tạo được cái niềm tin với đảng bộ, chính quyền, nhân dân của huyện Hải Hậu nói riêng và của tỉnh Nam Định nói chung. Từ những năm đổi mới của đất nước thì nhà trường cũng đã liên tục có những cái kết quả giáo dục tốt và đáp ứng được cái yêu cầu và nguyện vọng học tập của nhân dân. Những năm gần đây trong cái xu thế đổi mới chung của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh, đặc biệt là sau nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, thì đây là một luồng gió mới đã thổi vào nhà trường. Tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường đã nêu cao quyết tâm và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những năm qua thì trường liên tục là đơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Chất lượng giáo dục của nhà trường thì ngày một được nâng cao, và đến nay thì trường đã trở thành một ngôi trường có cái bề thế với cơ ngơi, cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao, học sinh có kỷ cương, kỷ luật và tích cực trong việc học tập, trau dồi, rèn luyện, và trường đã trở thành ngôi trường chuẩn quốc gia của tỉnh Nam Định. Bước vào những cái năm sắp tới, trước những cái đổi mới rất là mạnh mẽ của xã hội, của xu thế nói chung, và nhà trường đang tích cực đổi mới toàn diện và sâu sắc từ công tác tổ chức đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp học tập của các em học sinh. Và đến nay thì nhà trường đã bước sang tuổi 40, và hôm nay tôi cũng rất là phấn khởi khi được chứng kiến những cái bước trưởng thành của nhà trường. Và chắc chắn là trong những năm tới thì trường Trung học phổ thông Trực Ninh B sẽ trở thành một trong những cái đơn vị tiêu biểu xuất sắc và là cái điểm sáng của giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định, sẽ góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước giai đoạn mới, và nhất là thực hiện cái nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Nam Định xây dựng tỉnh Nam Định trở thành nông thôn mới trước năm 2020. Trong cái thành tích của nhà trường thì đã có cái đóng góp rất là lớn cho thành tích chung của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định, với 22 năm liên tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là tỉnh dẫn đầu phong trào giáo dục của toàn quốc.